của ngày hôm nay. Ok. Và nó được nằm ở trong phần xác định lại cái kiến trúc của cái phần mềm đấy nhỉ. Nó xác định lại trong cái kiến trúc của phần mềm trong cái vòng đời của phân tích và thiết kế. Và các bạn thấy rằng là sau cái việc là xác định cái kiến trúc và các phần tử thiết kế này ấy, thì hầu như là công việc đã xong phần lớn rồi, chỉ còn lại xác định các thành phần và cơ sở dữ liệu liên quan đến xác định các biểu đồ lớp thiết kế và cơ sở dữ liệu nữa là xong rồi. Thế tuy nhiên là trong cái phần mà xác định cái kiến trúc của phần mềm ấy, thì chúng ta còn có một số việc nữa, như là xác định về các platform như các architecture của cái phần mềm của chúng ta. Thì để mà có được cái mô hình thiết kế này, đấy, để có mô hình thiết kế này, thì từ cái việc này chúng ta sẽ có cần phải có như là đặc tả của dự án, có cái tài liệu về kiến trúc phần mềm, các đặc tả bổ sung và mô hình lớp phân tích. Mô hình lớp phân tích là từ quá trình mà phân tích chúng ta có đấy, và chúng ta sẽ xác định các phần tử thiết kế để mà tạo ra cái mô hình thiết kế cho ứng dụng của chúng ta đấy. Thì phần tử thiết kế thì chúng ta có 3 loại, đấy là các lớp, các gói và hệ thống con đấy. Cái đây là các khái niệm phần nhà. Đây là những cái khái niệm mà trong lập trình hướng đối tượng các bạn cũng đã biết rồi. Các bạn có thể nhắc lại các lớp, các gói, các hệ thống con là như nào không? Có bạn nào trả lời được không nhỉ? Các bạn còn nhớ không? Backkit là như nào? Subsystem là như nào? Có bạn nào không nhỉ? Không có bạn nào. Rồi, bạn Tâm. Hiểu sai về cái backkit tôi nói rồi. Cái backkit mà bạn nói đấy là cái data backkit mà nó truyền qua các giao thức TCP, IP hay là UDP. Thì cái backkit đấy, data backkit đấy nó sẽ là như vậy. Còn backkit ở đây nó là cái gói về chứa các lớp và chứa các lớp và chứa những cái đối tượng
các hàng số của lập trình của cái hệ thống mà chúng ta xây dựng ra. Thì cái bitkit ở đây là để chúng ta mô tả rằng là nó là những cái nó là những cái bitkit mà để mà chứa cái dự án, phải nhờ nó chứa cái dự án. Như ở đây các bạn sẽ thấy rằng là đây là ví dụ của các bitkit. Đây, giả sử như cái này tôi đang xem ví dụ của cái game này, thì đây cái namespace này hay là cái Unity Engine này, nó được coi như là các bitkit. Xem có cái dùng nó khác, bởi vì đây là nó cơ bản cái phần đầu họ đang xây dựng ra, thế nên là nó chưa có gì nhiều. Thì đây là những cái bitkit phần using, đây là những bitkit mà trong này nó sẽ chứa cho chúng ta. Các bạn chờ một chút, cái thằng này thì Java nó sẽ mở hơn là cái C-Sharp. C-Sharp thì nó đóng hơn cho chúng ta. Thì bitkit nó là như vậy. Bitkit là chứa những cái lớp, những cái đối tượng mà nó thực hiện một số công việc nào đấy trong hệ thống của chúng ta. Còn hệ thống con thì nó là hệ thống. Mà hệ thống thì nó phải có cái mục tiêu. Hệ thống con là một hệ thống sẽ xử lý một số các mục tiêu của hệ thống lớn và nó là hoàn chỉnh. Đấy, hệ thống con thì nó hơi đặc biệt so với ở bitkit. Bitkit thì nó mở, còn hệ thống con lại đóng. Và hệ thống con thì chỉ giao tiếp thông qua các interface thôi. Đấy. Giả sử như các bạn thấy rằng là ở đây là một cái đây là các bitkit của phần mềm phải nhờ. Như các bạn thấy ở đây thì là đấy, thì nó sẽ trong những cái bitkit này thì nó sẽ chứa cho chúng ta đây là entity, và cái bitkit mà chúng ta import vào đây thì nó sẽ chứa những cái class. Các bạn thấy rằng là rất nhiều các class, rồi những cái enum, rồi vân vân. Đấy, đây là những cái mà bitkit. Đây là một cái bitkit là com.mamisu.gamelist.entity, là một cái bitkit. Đấy, trong đấy nó sẽ chứa rất nhiều các class. Và làm sao mà xác định rằng là bitkit nó được thiết kế như thế nào, làm sao nó tạo ra bitkit. Đấy, như là email thì trong email này nó chỉ có email và email utility để mà nó gửi mail thôi. Đấy, đấy, send mail, encrypt, event, vân vân. Thì chúng ta có được trong cái bitkit này nó sẽ chứa cho chúng ta những cái lớp và có những phần tử để mà thí nghiệm bitkit ở trong cái lập trình hướng đối tượng. Còn hệ thống con thì chúng ta xác định rằng là trong đấy, như ở đây các bạn thấy rằng là nó có rất nhiều các hệ thống được tách ra. Đấy, được tách ra. Như ở đây là base, là hệ thống, coi như hệ thống cơ bản. Base, server, trip, rồi SDK là các hệ thống. Mà các hệ thống đấy nó sẽ giao tiếp thông qua các interface tạo ra. Thì chúng ta có các bước xác định phần tử thiết kế. Các bước để xác định các phần tử thiết kế thì thứ nhất là xác định các lớp và các hệ thống con. Thứ hai, xác định giao diện của các hệ thống con. Thứ ba là cập nhật, tổ chức và mô hình thiết kế. Đấy. Thì đấy là các bước của xác định các phần tử thiết kế, là chúng ta xác định các lớp này, các hệ thống con và các bitkit, rồi xác định giao diện của hệ thống con và cập nhật vào cái mô hình thiết kế, như về cái kiến trúc hay là cái việc mà chúng ta xác định. Rồi.
Ok, các bạn chờ một chút nhé. Nếu